Mời tiếp theo. Mời anh chị Mạnh. Đúng rồi, mời anh Mạnh. Đại diện cho chủ ngày hôm nay, đại diện của các bạn rất nổi tiếng của Diễn Liên. Mời anh xin chào ạ. Bạn tôi thấy cái tôi muốn mắt gái ạ. Xin hỏi con, xin hỏi cụ cao tuổi có lên được không ạ? Cụ rất là nổi tiếng ạ. Mời cái chị Quế này, em mời cái chị Quế lên sân khấu này ạ. Vâng, có rất nhiều món quà. Để nhờ bác kiểm soát cho con ít cốc bia sẵn sàng đi. Đúng rồi, chúng ta sẽ xếp hàng ạ. Và quý vị, chúng ta sẽ làm theo MC được không ạ? Là cùng nhún, 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 là cùng nhảy, nhảy, nhảy. Anh Mạnh nhảy lên, Mạnh lên, nếu không nhảy là chúng tôi sẽ phạt bia đó. Để câu hỏi đầu tiên dành quý vị như sau: nước nào là nghèo nhất Đông Nam Á? Chúng ta xin mời anh. Có tiền. Vâng, xin chúc mừng cảm ơn anh. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Một tràng bắt tay đầu tiên không có tên ạ. Mời bác Hiến cho một ly bia dành anh này đầu tiên. Xin mời anh về chỗ trả lời sai. Ok, cảm ơn anh. Vấn câu hỏi như thế, xin hỏi tất cả quý vị, nước nào là nghèo nhất Đông Nam Á? Xin hỏi phép Thanh Mai. Nước nào, nước nào? Chúng tôi chỉ hỏi khoảng 2 người thôi là chúng tôi sẽ có câu trả lời. Vâng, chúc mừng. Chúc mừng cho bạn trả lời sai. Ok. Nhiều gốc vào con gái sẽ ở gốc bia, không sao cả. Câu trả lời của ban tổ chức. Cảm ơn anh.